Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Dạ, cái channel của TV256 đó có mặt rất là lâu ở trên YouTube, và nhớ là năm 2017 là cái channel mình đã đạt tới mức là 90.000 subscriber. Nhưng mà từ năm 2017 cho đến bây giờ đó, mình không biết cái thuật toán của YouTube nó như thế nào mà mỗi ngày nó cứ lấy vài chục người gọi là người ta unsubscribe, mà mình không cũng không biết ai mà rảnh mà đi đâu mà unsubscribe mình, mà nó sụt riết rồi còn có 85.000 người. Nhưng mà TV256 vẫn tiếp tục gọi là đấu tranh cho dân oan và những cái tù nhân lương tâm, những tù nhân mà chính trị đó. Và cái điều đó đó là TV256 được bị cảnh cáo bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, là nhiều cái video clip không được phát ở Việt Nam. Và TV256 cũng không biết cái thuật toán của YouTube nó như thế nào. Thành ra TV chỉ nghe người ta nói rằng là quý vị á muốn cho cái TV256 được sống mạnh á, thì làm ơn đánh giùm cái chữ like á, đánh giùm cái chữ thích giùm TV256 nha, để tạo ra cái thuật toán để cho quý vị có thể nó đưa đến nhiều người xem. Tại vì hiện tại đó, cái YouTube TV256 đó chưa khi nào quá 1.000 người hết đó. Chưa khi nào, nhiều khi kiếm 500 người cũng không thấy nữa. Mà khi xưa thì khác, khi xưa mà 2007 á, thì lên tới mấy triệu người cũng có nữa, có những clip lên tới mấy triệu người nữa, 3 triệu người cũng có, 3 triệu lượt xem á, cũng có. Nhưng mà không biết cái thuật toán như thế nào mà đến bây giờ đó kiếm 1.000 người xem cũng không ra nữa. Đó, mà TV256 vẫn tiếp tục đấu tranh cho tù nhân lương tâm. Thành ra quý anh chị em có thể giúp cho channel TV256 bằng cái thuật toán gọi là đánh cái like đi, để cho nhiều người, để cho cái máy đó, cái nó là ô tô, nó đưa đến nhiều người xem thì mình mới phổ biến rộng rãi được. Chứ mình làm một cái video clip mà có vài chục người xem, vài trăm người xem, mình thấy chán nản lắm. Nhưng mà TV256 vẫn kiên trì đưa những cái clip đấu tranh của đồng bào lên trên YouTube cho những cái tù nhân lương tâm như như chị Nguyễn Thị Tâm hoặc anh Trịnh Bá Phương. Quý anh chị em mà đang thấy hình ảnh đó đó, thì TV256 cũng đã làm cái clip vào 8 tháng 8 2022. Thì hôm nay thì TV256 nhận được cái thư của chị Đỗ Thị Thu là phát tán ở trên internet đó. Thì cái hình ảnh mà quý anh chị em thấy đó, từ trái qua phải là anh Trịnh Bá Phương nè, chị Nguyễn Thị Tâm, mà là cái người mà TV thường hay đùa là dân biểu Nguyễn Thị Tâm, tại vì TV rất rất là quý mến chị Nguyễn Thị Tâm. Chị không khác gì mà một cái người mà lo cho dân, thành ra TV kêu là dân biểu đó, dân biểu Nguyễn Thị Tâm. Và kế đến là chị Đỗ Thị Thu là vợ của anh Trịnh Bá Phương. Chị không? Trong khi đứa con trẻ của chị Nguyễn Thị Thu đó, khi mà anh Trịnh Bá Phương đó bị bắt đó, thì chưa thấy mặt đứa con này sinh ra, đứa con mà bồng trên tay đó, và một đứa con nhỏ nữa, hai đứa con. Quý anh chị em đọc cái biểu ngữ: trả tự do cho bố của tôi, trả tự do cho bố con, không?
trả tự do cho chồng tôi. Nói thiệt TV không biết, mình gặp mấy cái hoàn cảnh này tự nhiên mình cảm động rồi. Mình nói mình sự thật mình cảm động đó. Thành ra mình tiếp tục mình làm clip. Mình nhìn thấy cái con chim yến đó, nó là loài chim thôi mà nó còn biết thương yêu nhau. Con chim cha và con chim mẹ mà khi mà nó về tổ mà nó thấy người ta cướp mất cái tổ của nó, cướp mất mấy đứa con của nó, thì cái chim mẹ nó cái kêu lên những cái tiếng thảm thiết, rồi nó lao đầu vào vách núi rồi nó chết. Vì cái tình thương và con chim trống từ đó nó cũng lao vào cái vách núi gần cái tổ của nó, lao vào cái chỗ mà con chim vợ đó, đúng ngay cái chỗ mà vết máu đó, để mà chết theo vợ. Bây giờ mình là con người, mình là con người mà mình có hiểu biết mà, tại sao mình đi giam cầm những cái con người mà vô tội như thế này? Trịnh Bá Phương, Nguyễn Việt, Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn vô tội, họ không thể nào mà bị buộc vào tội hình sự được. Ba cái điều luật, tất cả là có ba cái điều luật mang rợ, ba cái điều luật gọi là khốn nạn đó, ba điều luật là mỗi rợ đó, ba cái điều luật mà TV biết rất rõ, nó đã xảy ra từ mấy chục năm trước rồi. Cái điều mà 258 là cái điều mà lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cái điều 88 là cái điều gọi là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Còn một điều 79 nữa là cái điều mà lật đổ chính quyền nhân dân. Nó có ba điều luật thôi, mà sau này nó bỏ ba cái điều luật đó rồi nó đưa cái ba điều luật khác, là cái điều 331 là cái tội rồi là lợi dụng cái quyền tự do dân chủ, và cái điều luật mà 117 cũng bộ luật hình sự thôi. Điều luật 117 là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nó đổi cái điều mà 79 thì thành 109, tội mà lật đổ chính quyền nhân dân. Thành ra hoàn toàn là họ đâu có bị hình sự gì đâu. Cái đó là bất đồng chính kiến không mà. Họ đâu có bị tội mà ăn cướp, ăn trộm gì đâu. Mà cả ngàn người bị bắt như vậy. Bị bắt vì cái ba cái tội mà rất là mơ hồ. Khi không rồi nói là người ta lợi dụng quyền tự do dân chủ rồi bắt người ta vô tù. Đúng không? Thành ra không nói sao được. Bắt hàng trăm người đó, hàng ngàn người chứ không phải đủ. Đây là những hình ảnh mà TV làm ra nè. Đây nè, Nguyễn Thị Tâm nè, thấy không? Anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư nè. Biết bao nhiêu người mà người dân người ta thương mến. Tại vì những người này là những người yêu nước. Những người này yêu nước. Họ không không một người nào vi phạm vào cái tội hình sự đó. Ăn cắp, ăn trộm cũng không có,
giết người cũng không có. Làm sao mà gọi là làm gì vi phạm hình sự được? Nó điều mà thô bỉ nhất á là cái thằng thằng Việt Cộng nó được gọi là đắc cử vào chủ tịch gọi là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nó đắc cử vào chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà nó hành xử man rợ đối với người dân như vậy. Tất cả những người này không có một người nào phạm tội hình sự đó. Quý anh chị em thử coi những người này TV256 đưa lên trên đây nè, những cái hình mặt mình như thế này nè, Dương Văn Thả nè, bác sĩ Hồ Hải nè, Huỳnh Thục Vy nè, chỉ vì họ bất đồng chính kiến thôi. Họ thấy cái lá cờ đỏ sao vàng là cái địch, cái lá cờ phát nguồn từ tỉnh Phúc Kiến, họ chỉ xịt sơn lên giống như chị Huỳnh Thục Vy xịt sơn vô lá cờ đỏ là bắt bỏ vô trong tù rồi. Phải không? Anh Lê Chí Thành nè, người cũng là đại úy, Lê Chí Thành là của đại úy cộng sản đây nè, cũng bị bắt vô trong tù nữa. Mà chỉ vì là ông Lê Chí Thành đã ông giúp cho những người dân oan thôi, ông lên tiếng thôi là ông bị bỏ tù. Đây là danh sách của những đứa con yêu của mẹ Việt Nam đang ở trong tù, đó là những danh sách đó. Biết bao nhiêu người Dũng vô va mà cũng bắt vô trong tù nữa. Lê Trọng Việt cũng bỏ vô tù nữa. Biết bao nhiêu người bỏ vô tù, trong ba người này là thiền am, người ta là tu hành cũng bỏ vô trong tù nữa. Làm sao mà cứ nói người ta là lợi dụng quyền tự do dân chủ? Cho TV hỏi xã hỏi một tiếng thôi. Lợi dụng quyền tự do dân chủ là Việt Nam có quyền tự do dân chủ hồi nào mà nói là lợi dụng? Mà nếu mà có thì người ta có quyền lợi dụng. Đúng không? Người ta dựa theo quyền 25 hiến pháp đó. Cái điều 25 hiến pháp là quyền tự do ngôn luận đó, tự do lập hội, tự do lập đảng đó. Người ta phải lợi dụng cái quyền đó. Cái chữ lợi dụng không có cái gì mà sai trái hết á. Người ta sử dụng cái quyền đó hoặc người ta lợi dụng cái quyền đó để người ta bảo vệ cho cái điều mà người ta làm. Người ta phải lợi dụng cái quyền đó để người ta bảo vệ cái việc làm tự do ngôn luận của người ta chứ. Bây giờ tôi muốn lập hội nè. Tôi phải lợi dụng cái quyền đó để mà tôi lập hội, tại vì điều 25 nó cho phép tôi làm. Thì tôi lợi dụng cái quyền đó. Không lợi dụng cái quyền đó rồi làm sao làm? Lợi dụng hoặc sử dụng nó đều giống nhau hết, nó không phải là cái tội. Chỉ có luật pháp của những thằng lưu manh, luật pháp của Việt Cộng là thằng Việt Cộng là cái thằng lưu manh nó mới làm như vậy thôi. Luật pháp giữa mơ hồ như vậy, lợi dụng với sử dụng là đâu có gì khác nhau đâu. Không có khác nhau tí nào hết á. Tự nhiên bắt con người ta bỏ tù à. Thành ra cái bữa nay là TV256 nhận được cái thư của cô Đỗ Thị Thu là vợ của anh Trịnh Bá Phương. Báo cho biết rằng là kêu gọi tất cả đồng bào rồi là đến tham dự cái phiên tòa gọi là được công khai đó,
Quý vị thấy là vụ án được xét xử công khai. Thời gian mở phiên tòa vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022. Địa điểm mở phiên tòa, phòng xét xử số 3, trụ sở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, số 1, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vụ án được xét xử công khai. Đó, anh Trịnh Bá Phương nè, và cái thư mời đến tham dự đến phiên tòa, được không? Được gửi đến những người mà quan tâm đó. Thì cái thư của chị Đỗ Thị Thu, chị viết như thế nào: gia đình Trịnh Bá Phương gửi thư mời tham dự phiên tòa đến những người quan tâm. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 năm 2022 tới đây, vào lúc 8 giờ sáng tại phòng xét xử số 3, trụ sở Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm công khai của chồng tôi, Trịnh Bá Phương. Sau phiên sơ thẩm 8 tháng, 8 tháng rồi thì mới xử phúc thẩm đó. Có 5 luật sư bào chữa cho chồng tôi, gồm có luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Nguyễn Văn Miễn, luật sư Lê Văn Luân, luật sư Phạm Lệ Quyên, luật sư Nguyễn Hà Luân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hoàng Văn Hạnh. Thẩm phán Hoàng Văn Hạnh đó, TV bảo đảm là đã lên tới thẩm phán rồi, là toàn là đảng viên Đảng Cộng sản không à. Rồi làm sao mà công bằng được? Đúng không? Anh xử mà những cái tù nhân chính trị mà anh dính tới đảng làm sao công bằng được? Hoàng Văn Hạnh cùng các thẩm phán Mai Anh Tài, Nguyễn Xuân Hùng, ba cái tên này đó là cộng sản không á, đúng không? Trước đó vào phiên sơ thẩm, tòa án cộng sản đã kết án oan khách sai chồng tôi 10 năm tù và 5 năm quản chế, đúng không? Từ khi bị bắt đến giờ là 26 tháng, chồng tôi không được thăm gặp vợ con nữa. Chế độ gì mang rợ vậy đó, nó mang rợ vậy đó mà nó làm chủ tịch gọi là Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nó thô bỉ không? Đó. Cái con người ta mà bây giờ chồng mà bị đi đi ở tù, bị bắt vô tù vậy mà còn không được thăm nữa. Mà 26 tháng là 2 năm, gọi là 2 năm 2 tháng trời không được gặp gặp chồng mình. Đó. Chế độ gì mà mỏi rợ vậy? Mà không nói không được. Bắt buộc mình TV phải lên tiếng. Đó. Khi anh Phương bị bắt, tôi mới sinh con được 4 ngày. Đó. Giờ con không biết mặt cha như thế nào nữa. Trong quá trình điều tra, chồng tôi bị ép nhận tội. Bị ép nhận tội. Giờ này nó vẫn còn mang rợ đó, dù là chủ tịch nước gọi là Trương Tấn Sang đã ký vào công ước chống tra tấn vào năm 2014 rồi, cách đây là 8 năm rồi nó ký vào công ước chống tra tấn của quốc tế đó, mà nó vẫn còn còn ép chồng tôi phải nhận tội. Anh ấy không nhận tội đã bị đưa đi bệnh viện tâm thần, thấy ảnh không nhận tội rồi đưa đi bệnh viện tâm thần,
Mà quý vị biết á, đi bệnh viện tâm thần đó là không bị bệnh tâm thần cũng phải trở thành bị bệnh tâm thần à. Nó ác độc như vậy đó. Mà trong khi đó ảnh là khỏe mạnh và ảnh bị đánh vào bộ phận sinh dục nữa. Trước khi bị bắt, anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Trong quá trình điều tra, chồng tôi bị đánh dã man và toàn đánh vào bộ phận sinh dục. Khốn nạn gì đây, đây đâu không phải là chỉ có anh Trịnh Bá Phương mà thời mà cha Nguyễn Văn Lý cũng bị đánh vào bộ phận dịch sinh dục nữa. Và không biết biết bao nhiêu người bị tra tấn man rợ như vậy đó. Một cái chế độ gì mà man rợ như vậy? Thời buổi này là thời buổi nào mà tra tấn người dân gọi là biết bao nhiêu. Quý anh chị nhìn vô cái tờ báo của Việt Cộng, biết bao nhiêu dân oan, biết bao nhiêu người tù oan mà mấy chục năm mới ở tù oan, bởi vì tra tấn người ta không à, tra tấn người ta mà điều tra mà để mà tra tấn người ta, thế giới người ta đã bỏ rồi, biết bao nhiêu người ta ký vào cái công ước chống tra tấn rồi, đúng phải. Ở trong tù với cộng 226 người chết, Trần Đại Quang đưa ra trước Quốc hội 226 người chết, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đưa ra trước Quốc hội có 226 người chết từ năm 2011 cho đến 2014, trong suốt 3 năm trời có 226 người chết. Có thể đó là lý do mà Trần Đại Quang bị giết. Phiên tòa tới đây, tôi cho rằng là phiên tòa của kẻ có tội kết tội người vô tội, quá đúng luôn. Những kẻ có tội là tội phản quốc á, chỉ có những người mà phản quốc mới kết tội người yêu nước. Tất cả những người này là họ yêu nước. Tất cả những người này, hàng trăm hàng ngàn người này là họ yêu nước. Họ muốn cái đất nước được dân chủ, tự do, nhân quyền. Ba cái yếu tố làm nền tảng cho một quốc gia giàu, mạnh. Tất cả các quốc gia, người ta đang dựa vào ba cái yếu tố để trở thành giàu mạnh. Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Canada, tất cả những quốc gia đó người ta có quyền tự do ngôn luận, đúng không? Người ta có quyền dân chủ chứ không phải là đảng chủ. Dân chủ á, TV muốn chia sẻ cái điều này. 100 triệu dân, 100 triệu dân á thì có 500 đại biểu quốc hội, phải không? Mà đảng thì chỉ có 5 triệu dân thôi. 5 triệu dân anh phải chỉ có cái ghế của anh chỉ có gọi là 25 ghế thôi. Tại vì một ghế đó là 200 ngàn dân. 100 triệu mà chia cho 500 đại biểu thì một ghế là 200 ngàn người bầu. Phải không? Thì đảng có 5 triệu đảng viên à. 5 triệu đảng viên thì anh được có 25 ghế thôi. Nếu mà bầu thật sự thì nó sẽ theo cái xác suất, cái thống kê nó như vậy. Cái xác suất là nó như vậy. Còn dân người ta chiếm đa số. Dân người ta là 475 triệu, 400 5 triệu, 100 triệu là người ta 75 triệu. Người ta 75 triệu, người ta sẽ bầu ra 475 đại biểu quốc hội. Tại vì 200 ngàn chia ra 200 ngàn thì ra là 475 đại biểu quốc hội. Trong khi đại biểu quốc hội gồm có 500 tên toàn là người của đảng viên đảng cộng sản mà. Bầu cử cái gì vậy? Bầu cử kiểu đó là bịp bợm rồi. Đâu có ai người dân thường được đứng ra ứng cử đâu. Đúng không? Ông Lê Trọng Hùng đó. Ông Lê Trọng Hùng bị bắt, đúng không?
vợ là mù, có hai đứa con nhỏ, có hai ba đứa lần, mà bây giờ chồng ở trong tù đó. Đau đớn không? Mà người ta không có tội, phải người ta có tội mình không nói, người ta chỉ cái lòng yêu nước thôi, người ta muốn ứng cử đại biểu quốc hội thôi, bắt người ta bỏ trong tù. Phiên tòa tới đây cho tôi cho rằng là phiên tòa của kẻ có tội kết tội người vô tội. Chồng tôi bị bắt oan sai chỉ vì lên tiếng trước bất công của chế độ cộng sản, đưa tin trung thực khách quan về vụ việc Đồng Tâm, tranh đấu cho quyền đất đai một cách không vụ lợi. Những quyền ấy đều được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nó trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó, nó có cái điều mà 13, 1. Việt Cộng là chủ tịch gọi là hội đồng nhân quyền mà nó không biết cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nói như thế nào nữa. Nó vẫn dùng gọi là chính sách hộ khẩu. Chính sách hộ khẩu nó vi phạm vào điều 13 một của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Điều 13 một khẳng định bất cứ người của quốc gia nào, người ta có quyền đi lại trong khắp lãnh thổ của người ta mà không cần phải xin phép. Người ta muốn sống ở đâu cũng được hết á, trong lãnh thổ của người ta mà không cần phải xin phép. Tự nhiên nó đẻ ra cái hộ khẩu. Rồi mình đến đi đến đâu cái nó nói mày không có hộ khẩu, không có được vào trường học, con cái không được đi học, có đã không? Rồi mày không có hộ khẩu à, thì mày là xin tạm trú tạm vắng đất nước của mình, đất nước của mình mà xin phép tạm trú tạm vắng là làm sao? Mình đâu phải là ở đó. Bây giờ quý anh chị em chạy qua Mỹ thử coi, đi du lịch qua bên Mỹ cho quý chị em có cần phải xin phép và tạm trú tạm vắng không? Đi muốn đi 50 tiểu bang nào của Mỹ cũng được hết, đâu có cần phải xin phép tạm trú tạm vắng. Qua nước Mỹ muốn đi đâu đi chứ? Rồi, nước Mỹ đâu có hộ khẩu đâu, cái gì mà hộ khẩu trong đó nữa, toàn là vi phạm những cái quyền cơ bản của người công dân, toàn là vi phạm nhân quyền. Chế độ Việt Cộng là chế độ vi phạm nhân quyền, vi phạm tôn giáo nữa, vi phạm về về quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo nữa. Trước khi bị bắt, chồng tôi đã làm một video khẳng định những việc làm của chồng đều ôn hòa đúng pháp luật, với mong muốn một không còn bất công trong xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp. Đây là có phải là những lời của người yêu nước không? Những người yêu nước, người ta muốn cái đất nước trở nên không còn bất công, đất nước ngày càng tốt đẹp, rồi người ta bị bỏ trong tù. Thành ra TV256 khẳng định với quý anh chị em, chế độ Việt Cộng là chế độ phản quốc. Chỉ có những người phản quốc mới là bắt những người yêu nước. Vì vậy, tôi viết thư này kính mời những ai quan tâm đến chồng tôi, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, bạn hữu, các tổ chức dân sự, bà con dân oan, các đại sứ quán của các nước tiến bộ đến tham dự theo dõi phiên tòa vào ngày 17 tháng 8 2022 này. TV256 nói thật với quý vị đó, cái chế độ Việt Cộng nó man rợ lắm, nó đổi ngày cho coi, nó thấy mà người ta lên tiếng nhiều quá đó, nó đổi ngày á, nó dời lại một tuần lễ, nó dời lại một tháng sau nữa là người ta hụt cẳng hết. Bây giờ người ta mua vé máy bay, người ta về Việt Nam để mấy cái người mà nằm ở trong tòa đại sứ, người ta muốn tham dự cái phiên tòa này, người ta mua vé máy bay về là hỏng cẳng hết.
Thấy không? Lại phiên tòa nó phản xử. Cái chế độ nó là vậy đó, nó mưu mẹo rồi đủ điều đó. Sự có mặt của quý vị là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho chồng tôi, là niềm động viên to lớn cho gia đình chúng tôi. Rất mong được sự góp mặt của quý vị. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Vợ của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, Đỗ Thị Thu. Đó, người vợ người ta lên tiếng, hiểu không? Biết bao nhiêu luật sư đó cũng chẳng làm gì được hết. Chẳng làm được cái chuyện này, nó xảy ra nó quá thường xuyên rồi. Chẳng làm gì được cái thằng cộng sản đó, đó. Biết bao nhiêu người tù nhân cũng vậy đó. Biết bao nhiêu người tù nhân này cũng vậy đó. Đúng không? Nguyên một trăm mấy chục tù nhân đây nè, cũng vậy không? Người nào cũng ra tòa rồi cũng xử phúc thẩm á. Nó có luật cho vô gì thôi chứ phúc thẩm có khi nào mà phúc thẩm mà nó nói vô tội không? Chưa bao giờ thấy. Đúng không? Nhưng mà người ta quá lớn, người ta phải phải đi kiện ra cái tòa phúc thẩm. Chứ một cái quốc gia mà nó việc cộng là nó mọi rợ như vậy đó, nó rất là mọi rợ vô cùng luôn á. Một con người mà gia đình mình mà bị như vậy thì mình nghĩ như thế nào? Mà ở trong tù cộng sản đó, nó biết bao nhiêu người chết trong tù rồi. Đây nè, cái vấn đề nè, khám bệnh nè, kêu gọi khám bệnh chữa cho tù nhân lương tâm nè, đó tù nhân lương tâm là Đỗ Công Đương nè, 58 tuổi chết ngày 2 tháng 8 nè, đúng không? Chết ngày 2 tháng 8 tại trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An sau một thời gian dài ốm và được cho là không được khám chữa bệnh đầy đủ. Con người ta trong tù người ta bệnh nó cũng không có cho chữa nữa. Nó không cho chữa rồi cho chết luôn. Không phải là chỉ có ông Đỗ Công Đương không. Mà khi xưa thì TV nhớ là có là ông Nguyễn Văn Trại nè. Ông đại quý là Trương Văn Sang nè, Trương Văn Sương nè, Trương Văn Sương nè. Rồi chết ở trong tù vậy đó, tàn nhẫn. Để TV256 đọc cho quý anh chị em gái của ông Đương nói nhiều lần lắm, nói ông yếu lắm, gia đình nhiều lần gửi đơn tới ban giám thị trại giam để xin đưa ông về nhà chữa bệnh nhưng không được giải quyết, nhưng không được giải quyết. Luật sư Sơn nói: theo tổ chức gọi là ASF, phóng viên không biên giới đó, TV nghĩ là như vậy. Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của ông Đương không được công bố. Nhưng trước đó ông đã bị hàng loạt bệnh như tim phổi, suy hô hấp mà không được chữa trị. Cũng theo ASF, trại giam số 6 từ chối trả thi thể ông Đương cho gia đình và đã chôn ông tại nghĩa trang của trại tù, đến nỗi cái xác cũng phải giữ nữa, không được chưa đưa về, không được đưa về nhà. BBC News tiếng Việt gọi điện tới số của em gái ông Đương trong sáng 10 tháng 8 nhưng không liên lạc được. Trước ông Đương có thầy giáo Đinh Đăng Định nè. Đinh Đăng Định cũng bị cho uống thuốc độc á, rồi đưa đến già về tới nhà rồi chết thôi. Thầy giáo Đinh Đinh Đăng Định đó thì TV biết là thời đó là như vậy. Rồi thầy giáo Đào Quang Thực nè,
cũng chết ở trong tù nè. Và một số tù nhân lương tâm khác đã chết trong tù, được cho là do điều kiện của nhà giam tồi tệ khiến sức khỏe của họ bị suy giảm. Ngày 9 tháng 8, gia đình của 21 tù nhân lương tâm đã có thư ngỏ gửi cho các tổ chức quốc tế và chính quyền Việt Nam kêu gọi khám chữa bệnh cho các tù nhân lương tâm. Đó. Tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương là người tranh đấu chống lại bất công xã hội. Trước khi bị bắt vào năm 2018, ông là một người khỏe mạnh. Khi phát hiện ra bệnh, gia đình đã nhiều lần yêu cầu trại giam để ông được khám bệnh. Xin lỗi. Nhưng phía trại giam đều từ chối. Chỉ đến lúc bệnh tình trở nên quá nặng, họ mới đưa ông vào bệnh viện, nhưng ông không qua khỏi. Dù đối với các tù nhân, các quyền con người của họ vẫn phải được tôn trọng bởi các chính phủ đã ký kết vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Liên Hợp Quốc đối với tù nhân lương tâm, những người chấp nhận tù ngục và nhân phẩm của người khác. Nguyên tắc trên lại càng phải tuyệt đối tôn trọng, phải chấp nhận cái quyền quyền nhân phẩm của một người tù chứ. Cái đó là Liên Hợp Quốc nó khuyến cáo như vậy rồi. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện các chính phủ tự do, hãy cùng chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền con người của các tù nhân lương tâm Việt Nam, được cung cấp nước sạch nè, thực phẩm an toàn nè, và chăm sóc y tế kịp thời. Người ta bị bệnh phải chữa trị cho người ta chứ. Nhà cầm quyền phải chịu một trách nhiệm về tình trạng thể chất của các tù nhân lương tâm vô tội. Họ phải được trả tự do về với gia đình. Hiểu không? Tổ chức phóng viên không biên giới qua vụ việc này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của 40 nhà báo. 40 nhà báo đó nè. Không? Blogger khác tại trại giam Việt Nam. Nó toàn là bất đồng chính kiến không à, bất đồng chính kiến không à, nhà báo không à. Trao đổi với BBC News tiếng Việt, luật sư Hà Huy Sơn khẳng định tù nhân nói chung tại Việt Nam có quyền được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo quy định của luật thi hành án hình sự sửa đổi năm 2019. 2019 là được chữa bệnh đó, mà tới bây giờ 2022 rồi đâu có được chữa bệnh nữa đâu. Có luật thì có nhưng mà không thi hành. Theo đó, điều 17 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức trại giam quy định mục đi nè, nó có hết á. Nó có gọi là được đi bệnh viện điều trị luôn nữa mà nó không thi hành, nó cứ để người ta chết thôi. Không? Mang rợ, chế độ mang rợ. Tức chứ, mình phải nói rất là tức, chịu không nổi luôn. Đó, biết bao nhiêu người tù như thế này. Đó, biết bao nhiêu người tù mà rất là dễ thương như thế này. Vượng Nguyễn nè, có cái nụ cười rất là đẹp nè. Một người mùi thanh niên trẻ có hai mấy tuổi à, mà cũng bỏ vô trong tù về cái tội tuyên truyền thôi. Tuyên truyền mà trong khi đó người ta có quyền tự do ngôn luận ở cái điều 25 hiến pháp. Hiến pháp là luật mẹ, đúng không? Thành ra đừng, người ta có quyền tuyên truyền nè, chỉ trích nè, phê bình nè, người ta có quyền phê bình nhà nước đó. Tại vì nhà nước đó là cái public figure, là của công chúng, đúng không?
Thành ra người ta không có tội gì hết á. Thế giới người ta định nghĩa là như vậy đó. Thấy không? Quyền tự do ngôn luận của người ta nó nằm ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, là quyền tự do ngôn luận thôi. Mà nó cũng là giống như cái điều mà 25 của hiến pháp, thì người ta có quyền biểu tình. Thấy không? Hiến pháp đã cho người ta là người ta có quyền biểu tình, thì làm sao mình cấm người ta được? Hiến pháp đã cho người ta quyền tự do ngôn luận thì người ta có quyền người ta nói lên cái sự suy nghĩ của người ta, làm sao mình cấm người ta được? Anh có cái luật gì để mà anh chà đạp hiến pháp? Thành ra đó, cái điều 331 là cái điều mà nó chà đạp hiến pháp. Nó nói là lợi dụng quyền tự do dân chủ, nó chà đạp lên hiến pháp. Điều 31, 331 là cái điều vi hiến rõ ràng nhất. Người ta có quyền lợi dụng hoặc sử dụng cái điều hiến pháp đó để người ta bảo đảm rằng là người ta có quyền biểu tình. Hiến pháp nó đã nói như vậy rồi, thì người ta xuống đường người ta biểu tình thì người ta có quyền biểu tình chứ. Chứ tại sao bây giờ người ta biểu tình rồi bắt người ta vô tù? Có phải là mình vi phạm cái hiến pháp ở điều 25 không? Bởi vì cái luật mà 331 đó, người ta nói rằng là mày là con, luật đó là luật con, cái luật mẹ là mới là hiến pháp. Mày là thằng con, mẹ hãm hiếp người mẹ, mày là thằng con là hãm hiếp mẹ của mày, đúng không? Thằng Việt Cộng đó là nó chủ trương như vậy đó, nó lấy con nó hãm hiếp mẹ, đúng không? Bởi vì mới gây ra cái loạn xã hội như vậy. Đâu phải chỉ có mấy trăm người này đâu. TV256 làm được chỉ có 105 người người như thế này thôi. Sự thật là nó có cả ngàn tù nhân á, nhưng mà mình nhớ không hết. Mình nhớ đâu có hết đâu. Biết bao nhiêu người bị bắt giam vì vì ba cái điều luật mang rợ này. Ba cái điều luật mang rợ này là điều 331 nè, điều 117 nè, là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa nè, rồi điều 79 là điều lật đổ chính quyền nhân dân nữa. Mày đâu phải là chính quyền nhân dân đâu mà mày nói người ta lật đổ mày. Chính quyền nhân dân là phải có 500 đại biểu quốc hội đó từ dân mà ra. Mày 500 đại biểu quốc hội từ đảng đó mà. Đảng mày chỉ có 25 người là đại biểu quốc hội thôi, tại vì mày 5 triệu. Người dân người ta 95 triệu. 95 triệu người ta có 475 đại biểu quốc hội, mày chỉ có 25 đại biểu thôi. Trong khi đó, thằng đại biểu quốc hội nào cũng là người của đảng không à. Rồi làm sao mà nói là đại biểu của gọi là quốc hội được? Cái này nó không phải là quốc hội, cái này nó là đảng hội. 500 thằng này nó là đảng viên đảng cộng sản, thành ra nó gọi là đảng hội chứ nó không phải là quốc hội. Quốc hội làm sao được, trong khi người dân phải chiếm đa số, người dân phải chiếm đa số trong quốc hội mới gọi là quốc hội. Người dân phải có 475 ghế trong đại biểu quốc hội mới gọi là quốc hội. Còn cái này là đảng hội. 500 thằng đó là 500 thằng đảng viên đảng cộng sản hết á. Nó lưu manh, nó cho là một hai gọi là một hai đại biểu đó là ngoài đảng thôi, chứ sự thật nó cũng là nằm vùng thôi của đảng thôi, chứ đâu có ai mà được ứng cử mà vô đại biểu quốc hội đâu. Đúng. Bỏ cái thật mà lưu manh đó, người ta đã chứng minh được như vậy. Tội nghiệp những người này biết mấy không? Rất là tội nghiệp những người này biết mấy. Họ không có vì mà ăn cắp, ăn trộm. Họ không giết người. Họ làm tốt cho xã hội. Đúng không? Họ muốn tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, rồi họ bị bắt vô trong tù thôi. Chứ nói họ lật đổ chính quyền nhân dân là họ làm như thế nào? Trong khi họ không có một cái súng,
Họ chỉ có một cái cây súng nước thôi, người nào cũng có cây súng nước thôi, rồi lật đổ bằng cách nào? Mình muốn kết tội người ta lật đổ chính quyền nhân dân, mình phải chứng minh người ta có khả năng lật đổ thì mình mới kết tội được, chứ không phải bây giờ mình tra khảo, mình đánh đập người ta rồi người ta nói, người ta nhận là người ta lật đổ rồi mình kết tội người ta lật đổ, là cái chế độ lưu manh, cái chế độ mọi rợ, những chế độ mọi rợ như thế mới kết tội người ta về lật đổ chính quyền nhân dân. Đúng không? Khi mà anh kết tội người ta thì anh phải chứng minh rằng người ta có tội, chứ đừng có theo cái miệng của người ta nữa. Cái miệng của người ta bây giờ, cái miệng người ta nói người ta giết người đó, tôi là người kẻ giết người đó cũng chưa hẳn là có tội nữa. Đúng không? Mình phải chứng minh được cái người đó giết người đó, thì mình mới mới kết tội được. Cái lời nói của con người có thể là nói dối rồi làm sao? Thay vì đó người khác giết mà bây giờ họ nhận nhận tội thế rồi làm sao? Họ người khác giết rồi trả tiền cho họ rồi họ nhận tù tội thế rồi làm sao? Thành ra luật pháp á, mình phải chứng minh, mình chứng chứng minh là người đó lật đổ được chính quyền nhân dân thì mình mới kết tội người ta được, chứ không phải người ta chỉ có cây súng nước là mình chứng minh bằng cách nào? Cái cây súng nước làm sao mà làm chết người được, làm sao mà lật đổ được? Có phải là mình hèn không? Chế độ diệt cộng là chế độ mà hèn hạ nhất thế giới, nó quá hèn đi, nó toàn là bắt những người yêu nước không à, rồi nó bỏ tù người ta. Bởi vì mấy cái thằng phản quốc này nó hèn lắm, tôi gọi là mấy cái thằng phản quốc đó, nó rất là hèn hạ đối với người dân. Đúng không? Người dân này đó, những người nào mà bị bắt trên trên đây nè, họ đều rất là can đảm, họ can đảm gọi là tivi thấy rõ luôn á, chưa có thằng nào, chưa có một người tù nhân nào mà xin giảm án hết á, người ta anh hùng như vậy á, tại vì người ta có cái chính nghĩa và người ta biết rằng là người ta vô tội. Còn các anh quan chức của các anh toàn là những thằng hèn, thằng nào cũng gọi là em xin lỗi bác trọng, em xin lỗi bác trọng tha thứ cho em, mẹ nó hèn khủng khiếp. Thằng nào cũng nói là bị cancer, bị mất trí nhớ, xin giảm án, rồi nói là có công với cách mạng xin giảm án, hoặc là chi tiền ra mấy triệu đô rồi xin giảm án. Toàn là cái lũ hèn, toàn là cái lũ mọi rợ mà đi cai trị người người dân, mà người dân dân lành như thế này. Đúng không? Biết bao nhiêu hình ảnh này nó cứ thôi thúc trong cái tâm trí của mình, nó làm mình phải tiếp tục mình lên án cái chế độ mọi rợ như vậy. Những người này không có thấy người nào mà có tội hết đó, trưng trong hữu danh mà cũng cũng bắt nữa. Nói phải tức chứ biết sao vậy, tại chế độ nó mọi rợ quá, mình phải lớn tiếng gì à? Mình quen rồi, cái con người mình nó như vậy rồi, mình muốn mà nói mà hiền lành thì nói cũng không được nữa. Đây là những anh hùng của mình mà bị bắt vô trong tù mà phạm đoan trang như vậy à, làm sao mình chịu nổi được. Phạm Chí Dũng nè, nhà báo Phạm Chí Dũng nè,
nhà báo của nó đó, nhà báo của Việt Cộng đó, ngày nay họ cũng lên án cái cộng sản nữa. Biết bao nhiêu người người là của cộng sản ở trong đây, họ cũng lên án cái chế độ cộng sản nữa. Mà tại sao không biết thay đổi gì? Tại sao mấy anh Việt Cộng không biết thay đổi gì? Tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam mới mang lại cái giàu giàu mạnh và cái hạnh phúc cho toàn dân thôi, chứ không phải cái chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là một cái chủ nghĩa lai căng, nói thẳng như vậy. Các anh đang làm cái chuyện anh Trịnh Công Sơn anh nói như vậy là một lũ lai căng, một lũ bội tình. Lai căng làm sao? Các anh dùng cái sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến làm cái cờ nước, nó cái nguồn gốc nó phát xuất từ tỉnh Phúc Kiến, nó là lai căng, hiểu không? Cờ búa liềm nó phát xuất từ Liên Xô, các anh về làm cái lá cờ đảng, nó là lai căng, cái đó là cái lai căng lớn nhất mà nó áp đặt vào cái đất nước. Tự nhiên cái đất nước đổi thân thành xã hội chủ nghĩa, nó lai căng không? Đất nước Việt Nam là Việt Nam chứ không có cái chữ mà xã hội chủ nghĩa. Đất nước gì mà tên gì xã hội chủ nghĩa, kỳ vậy, lai căng, hiểu không? Trịnh Công Sơn nói rất đúng, một lũ lai căng, một lũ bội tình. Bội tình là các anh gọi là sẵn sàng giết Việt Nam Cộng Hòa, cùng là một mẹ sinh ra, nhưng mà các anh mẹ thành lập cái đường mòn Hồ Chí Minh rồi đem quân vô đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa cho được rồi, giết gọi là từ 3 đến 5 triệu người dân phải chết. Các anh bội tình đó, tại vì các anh là cùng anh em, cùng cha mẹ, cùng một bậc sinh ra, thành ra mới bị chửi là bội tình đó. Trịnh Công Sơn mới chửi các anh là bội tình đó, rồi các anh mới tự động cho Trịnh Công Sơn là người của cộng sản, trong khi Trịnh Công Sơn chửi vào mặt các anh. Các anh mà làm tượng cho Trịnh Công Sơn, các anh làm đường cho Trịnh Công Sơn, đúng không? Nhưng mà thế giới người ta đưa Trịnh Công Sơn lên, người ta có cái phần thưởng cho Trịnh Công Sơn, các anh không dám tổ chức, các anh hủy bỏ cái tổ chức cái Music Award đó, người ta khen thưởng cái Trịnh Công Sơn các anh gọi là hủy bỏ, nhục không? Bài đặt gọi là dựng tượng Trịnh Công Sơn rồi đường Trịnh Công Sơn nữa. Không thấy xấu hổ hả? Trịnh Công Sơn chửi trong cái bài hát đó là các anh là một lũ bội tình, hiểu không? Các anh là một lũ bội tình, các anh là một bọn lai căng, nó nặng lắm, nó nặng ghê lắm. Chẳng lẽ các anh không biết, hiểu không? Mình cứ sử dụng cái lá cờ lai căng, cái lá cờ đảng cũng lai căng, mới lai căng đó nó nặng ghê lắm. Một lũ lai căng, một lũ bội tình, đừng có cầm nhầm như vậy, đừng có cầm nhầm là Trịnh Công Sơn là người của mình, xấu hổ lắm. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Nãy giờ TV nói cũng mệt nhiều rồi. Thôi mến chào quý vị nha.